xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình là Huy Phúc. Vừa qua, anh Nguyễn Thành Nam của chúng ta vừa ra một MV rap về cuộc đời của anh ấy. Đó là MV Ngừng Phán Xét. Và chỉ trong một thời gian ngắn thôi, MV đó đã lên top tình hành của YouTube. Và hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhau phân tích sâu vào lời bài hát của anh MTN để xem anh ấy muốn nhắn nhủ thông điệp gì cho chúng ta nhé. Và để mở đầu cho video, mình sẽ cho các bạn xem một phần trong MV. Ngừng phán xét khi mày không sống cuộc đời tao. Gái ghép cho những thành công mà tao có là lỗi cuốn theo thường cục. Không may mắn bao cay đắng mà tao gánh nốt nước mắt từng chặng đường đã chạm khắc MTN của hôm nay. Mày tỏ rõ được bao nhiêu khi vừa gói phiếu con siêu. Stop it boy. Ở câu đầu này mình cảm thấy là MTN muốn nhắc đến các bạn anti fan là để đạt được thành công như ngày hôm nay, anh Nam đã tốn biết bao nhiêu là thời gian và công sức cũng như bao nhiêu nước mắt và cay đắng để làm video cho các bạn xem. Các bạn có biết là để có một video dài khoảng 7 phút nó không thực sự là đơn giản. Đầu tiên là ý tưởng. Đối với các bạn mới bắt đầu thì cái này đã mất ít nhất là một ngày rồi. Sau đó là công đoạn quay video, nó sẽ mất thêm một ngày nữa. Chỉnh sửa video lại mất thêm một ngày. Vị chi là các bạn đã mất 3 ngày không công. Nếu bạn mới làm YouTube thì đâu có ai trả lương cho bạn. Và khi các bạn mới đăng video lên YouTube, các bạn nghĩ sẽ có người xem liền hay sao? Các bạn phải mất 1 đến 2 tháng video các bạn mới có người xem. Và thậm chí nhiều khi không có người xem luôn đấy. Đây chính là khoảng thời gian khó khăn mà anh Nam đã mô tả trong MV. Khởi đầu chẳng được khi tao đã mới chiếc vé vào đại học. Sao hội bắt đầu giữ tương lai tao khi nói nói là lơ mơ. Nhưng tao không bỏ cuộc. Làm nhân viên đưa thư. Thành công trên điện tử. Sau đó là thợ sắp giảm ước mơ mình từ biên được. Muốn giết MTN thì lo tặng mày vô chia. Nghe này. Ngoài đó có những thứ anh mê thế của đời tôi. Có cô anh trai cạnh ngồi khóc cũng vậy thôi. Cứ bước tiếp đi. Giờ không say mơ mà bao đêm đêm trắng. Cái bóng ca tô đang bô bô là cái đắng. Thế chỉ cần live stream là còn ghẹ xẻ nắng. Tao vẫn cứ vững bước giữa dòng đời ngã nghiêng. Vì bước đường thành công không chân kẻ lười biếng. Đời trên tao rất học, tao có được thành công. Kẻ gây người ghét vẫn hay chửi tao lông bâu. Tao im lặng gửi khi kẻ một túi tiền chất đấu. Từ một cái tên vô danh vươn lên thành thương hiệu YouTuber. Những kẻ lo tao trẻ trâu, ô chắc nghĩ tao ngu lắm cơ. Cũng may là vẫn còn đó số đông các fan của MTN. Họ yêu quý tôi, like support. Phiền các bạn bớt ghen đi man. Tao xây dựng mơ ước vun đắp thành công từ bao đêm thức trắng. Thị phi có biến tao thành cái gai bằng những comment tật nhức mắt. Mặc kệ người ganh người ghét tao không ngớt thua mà tiếp tục làm. Nỗ lực để rồi một ngày trở thành YouTuber số 1 Việt Nam. Mình cảm thấy beat của bài hát này rất là hay, mặc dù mình đã nghe vài lần rồi. Và mình cảm thấy là đoạn beat này nó không thua gì những đoạn beat đang có mặt ở trên thị trường nhạc hiện nay. Ở đoạn này, anh Nam có mô tả những công việc trước khi anh ấy làm YouTube. Đầu tiên, MTN làm nhân viên đưa thư, công nhân điện tử, sau đó là thợ xăm. Có thể các bạn đã biết và chưa biết, năm 18 tuổi, anh Nam là một nhân viên đưa thư. Sau đó làm được 7 tháng, thì do áp lực của công việc nên anh ấy đã nghỉ. Sau đó, MTN làm công nhân điện tử tại công ty Meko. Làm được 1 năm thì cũng nghỉ. Năm 20 tuổi, MTN quyết định tìm công việc mới, đó chính là thợ xăm. Làm được 1 năm thì anh bén duyên với YouTube và làm công việc đó đến bây giờ. Một vấn đề nữa được đề cập trong MV là đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Mình thấy câu này cũng đúng vì mình thấy nhiều nhân nhân thành đạt mà không cần bằng đại học. Bằng đại học nó chỉ là một tấm vé để các bạn bước vào cuộc đời mà thôi, chứ nó không phải là thứ quyết định đến cuộc đời của bạn. Trước khi có được thành công như ngày hôm nay, MTN phải chịu nhiều lời cay đắng rằng anh là kẻ lông bông, chưa có việc làm ổn định. Nhưng theo mình nghĩ, quan trọng là chúng ta biết được niềm đam mê của mình và kiên trì làm đến cùng thì sẽ thành công thôi. Ở đây mình có chuẩn bị một số hình ảnh về kênh MTN cho các bạn xem. Các bạn có thể thấy là kênh MTN Vlog đang xếp thứ tư ở Việt Nam về số lượng người đăng ký. Đây chỉ là trong lúc mình quay vlog thôi, có thể bây giờ nó đã được thay đổi. Và một ngày MTN có khoảng 20.000 lượt đăng ký mới.
Và ở đây mình đã tính trung bình là một ngày NTN có khoảng 22.000 người đăng ký. Và NTN muốn đứng đầu ở Việt Nam thì chỉ cần 5 triệu người đăng ký nữa thôi. Theo mình tính thì một tháng NTN có khoảng 660.000 người đăng ký. Như vậy để đạt được 10 triệu sub, NTN chỉ còn khoảng hơn 8 tháng nữa thôi là anh ấy sẽ là YouTuber số 1 Việt Nam. Và lúc đó anh cũng sẽ là người Việt Nam đầu tiên lấy được nút kim cương của YouTube. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích tiếp phần cuối của MV nhé. Tao vốn không thích khoe khoang nhưng hãy nhìn thử xem tao đang có gì. Lamborghini, Ducati, thành công thể hiện bằng giá trị. Mỗi ngày khi tao thức dậy luôn tìm mọi cách để mình được tốt hơn. Ta không thể sống hài lòng, tất cả ác ý cứ thế mà gạt ra. Hater thích núp như cách bọn nó vẫn thường hay chơi trò PUBG. Thành công của tao là gì? Ba nút vàng YouTube đấy. Hãy nghĩ và suy thật kỹ trước khi buông mồm phán xét một ai. Vì cái thằng mà bạn hay chửi vẫn đang từng ngày được thích được like. Nên phán xét khi mày không sống cuộc đời tao. Đừng cãi em cho những thành công mà tao cố là lúc cuốn theo từ cũ. Cũng may mắn bao cái đắng mà tao gánh nỗi nước mắt từng chẳng được tay chẳng khác em đẹp vô này. Tao đó được bao nhiêu khi vừa bao phim bao siêu. Stop it boy. Bài nhạc tao viết hôm nay không phải mục đích để tự cao tự đại. Bằng cấp không thể quyết định tất cả, quan trọng là cách mình vươn vai. Đừng để thất bại của ngày hôm nay đẩy cuộc đời bạn sống trôi nổi. Không tin vào những kỳ tích thì hãy ở đó trông mắt mà coi tôi. Thì tao xây dựng mơ ước vun đắp thành công từ bao đêm thức trắng. Thì vì cố biến tao thành đi gai bằng những con mượn thật nhức mắt. Mặc kệ người ganh người ghét, tao không hơn thua mà tiếp tục làm. Nỗ lực để rồi một ngày trở thành YouTuber số 1 Việt Nam. Thì tao xây dựng mơ ước vun đắp thành công từ bao đêm thức trắng. Thì phí cố biến tao thành tí gái bằng những comment thật nhức mắt. Mặc kệ người ganh người ghét, tao không hơn thua mà tiếp tục làm. Nỗ lực để NTN trở thành YouTuber số 1 Việt Nam. Mặc cho rồng gió tao vẫn đứng yên ngang. NTN kiên cường có số ngồi thì nhiều fan. Có thể ngày nào đó lũ ta chúng tương lai. Nhưng vẫn tự ảo với một thứ huyết toa. Mặc cho rồng gió tao vẫn đứng yên ngang. NTN kiên cường có số ngồi thì nhiều fan. Có thể ngày nào đó lũ ta chúng tương lai. Chúng ta không bao giờ quên, chỉ có điều mình bước đi. Nghị lực là khi bạn cố sống tốt và trân trọng nỗ lực từ nó. Và tôi làm bài nhạc này còn để gửi đến những fan của NTN. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu quý và ủng hộ tôi trong thời gian vừa qua. Tôi yêu các bạn. Ồ, có vẻ như trong phần cuối của MV, NTN muốn nhắn nhủ với chúng ta là trong cuộc đời của ai, rồi cũng sẽ có lúc thất bại. Nhưng đừng vì thất bại đó mà đánh mất chính bản thân của mình. Và một câu chuyện nữa, mình hiểu ra được là nếu các bạn không thử, thì các bạn làm sao biết mình làm được những gì? Để NTN có được những thành công như ngày hôm nay và một số lượng fan lớn như vậy, anh ấy đã mất biết bao nhiêu đêm thức trắng để làm video cho các bạn xem. Và mình chắc chắn với các bạn rằng ai làm YouTube không phải lúc nào cũng được mọi người yêu mến. Đôi khi những comment của các bạn là một con dao làm cho những người làm YouTube rất là stress, vì đâu phải ai cũng có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Các bạn có biết là mỗi lần các bạn nói lời chê bai hay dành cho nhau những lời cay đắng là các bạn đang vùi dập lên ước mơ và khao khát của người khác. Nên qua video này, mình hy vọng các bạn sẽ tôn trọng những người làm YouTube hơn nữa, vì làm video trên YouTube thực sự rất khó. Và ở đây, mình rất khâm phục anh em chị em đã vượt qua những khó khăn đó để trở thành một YouTuber nổi tiếng. Trên đây là những suy nghĩ của mình về MV của anh em chị em. Nếu có gì sai sót, xin các bạn hãy bỏ qua cho mình. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé.